Hành vi cố tình ném chất bẩn vào nhà của người khác là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân được pháp luật bảo vệ. Cố tình ném hỗn hợp các loại chất thải, chất bẩn vào nhà của người khác là gây rối trật tự công cộng, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và vệ sinh chung ở khu vực dân cư. Hành vi trên mang nhiều mục đích như đe dọa nạn nhân để đòi nợ, làm hư hỏng một phần tài sản hoặc vì mục đích trả thù. Đặc điểm chung của các loại chất bẩn được ném là thường có mùi hôi, có màu, khó tẩy rửa. Do đó, các hành vi trên còn tạo tâm lý khó chịu và gây ảnh hưởng tới các hộ gia đình xung quanh. Mới đây, gia đình anh Đào Thế Nam ở Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội bị một nhóm đối tượng hắt dầu nhất thải, sơn đỏ và chai thủy tinh vào nhà. Vụ việc gây bức xúc, hoang mang cho cả gia đình và những hộ lân cận. Anh Nam đã làm đơn trình báo sự việc đến lực lượng công an địa phương. Trường hợp xử lý hành chính được quy định tại điểm A khoản 2 điều 7 Nghị định 167/2013 trong lĩnh vực an ninh trật tự an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy và chữa cháy, phòng chống bạo lực gia đình thì người nào có hành vi đổ, ném chất thải, chất bẩn hoặc các chất khác làm hoen bẩn nhà ở, cơ quan, trụ sở làm việc, nơi sản xuất, kinh doanh của người khác sẽ bị phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của tài sản trước khi xảy ra hành vi vi phạm. Trường hợp xử lý trách nhiệm hình sự, người ném chất bẩn vào nhà người khác có thể bị phạt tiền từ 10 đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm theo quy định tại Điều 178 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản. Trên thực tế, đã có nhiều đối tượng thực hiện hành vi ném chất bẩn vào nhà người khác đã bị cơ quan chức năng điều tra xử lý và khởi tố. Ngày 27 tháng 7 năm 2021, Công an thành phố Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 7 bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng liên quan đến việc nhóm này ném chất bẩn, đem vòng hoa để đòi nợ. Ngày 29 tháng 9, Tòa án nhân dân thành phố Phúc Yên đã có bản án số 75, tuyên án 4 bị cáo về hành vi hủy hoại tài sản tại thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cũng liên quan đến việc ném chất bẩn vào nhà dân vì tranh chấp đất đai. Từ những vụ việc phức tạp gây hoang mang dư luận như trên, để đảm bảo sức khỏe và tính mạng của người dân, các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng như tuyên truyền phổ biến pháp luật đến người dân và xử lý nghiêm nhằm tạo tính gian đe, tránh xảy ra những vụ việc tương tự.